Còn đây là bộ của anh Bảo ở trên thành phố Bắc Ninh. Anh chốt cho mình bộ combo loa VK938 với gốc 340 và một bộ đẩy D50S và kết hợp với bộ mic VK321. Và anh có bộ cũ, anh bảo nghe không được hay, hát không được sướng thì anh mua hẳn bộ mới, nâng cấp toàn bộ hệ thống âm thanh gia đình với cấu hình đồng bộ hãng WeWood cho chất âm cực kỳ là tinh tế, hay, đẹp, rẻ và đặc biệt là hát karaoke rất là tuyệt vời, nghe nhạc rất là ngọt ngào, 340 nhìn rất lớn, công suất khủng. Chúng ta có thể lắng nghe nhạc của anh rất hay và không gian nhà anh Bảo. Đó là 340 đấy ạ, bo gông viền vàng rất là nổi bật và bắt mắt. Còn các bác có thấy hay mà, và các bác mà thấy hay thì hãy comment và muốn lên sóng cô hình như của anh Bảo thì hãy liên hệ ngay cho bên JK Audio để được tư vấn cũng như có dịch vụ lắp đặt tại nhà nhé các bác nhé. Và rất là cảm ơn anh Bảo ạ.